Sau 5 ngày diễn ra nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, sáng ngày 20 tháng 12, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổng kết chương trình hoạt động dân vận năm 2022 tại xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn. Dự chương trình có đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo. Theo đánh giá, tổng giá trị các hoạt động dân vận năm 2022 tại xã Thẩm Dương là hơn 634 triệu đồng. Trong đó, tiền mặt, quà, thuốc khám bệnh trị giá hơn 500 triệu đồng. Các lực lượng cũng đã huy động hơn 670 ngày công hỗ trợ địa phương đổ bê tông, sửa chữa sân bóng đá, đổ nền sân trường mầm non. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động và Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà, thăm hỏi tặng 70 suất quà cho hộ chính sách, hộ nghèo, khuyết tật, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 250 người. Phát biểu tại chương trình bế mạc, đồng chí Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Lý Thị Vinh nhấn mạnh, sự giúp đỡ của các cơ quan đơn vị là nguồn động viên tinh thần giúp bà con tiếp tục đoàn kết cùng xóa đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền huyện Văn Bàn và xã Thẩm Dương tiếp tục hướng về cơ sở, quan tâm giúp đỡ hộ khó khăn, biểu dương kịp thời những hộ nỗ lực thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tăng cường tình đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.